Truyện tích thứ 35, chuỗi hạt mân côi với con nương Diana. Chúng tôi hết sức dè dặt khi viết câu chuyện này, không hề chú trọng đến tiểu sử con nương Diana, vì như chúng ta đã biết, sau cái chết nghiệt ngã của nàng thì đã có biết bao nhiêu báo chí sách vở đưa nhiều tin giật gân về mối tình éo le của Diana. Chúng tôi chỉ vắn tắt sơ qua, Diana là phu nhân của Thái tử Charles, con trai nữ hoàng Elizabeth nước Anh. Theo quy chế nước Anh thì nhà vua chỉ là cột trụ cho một quốc gia. Mọi quyền hành chính, tư pháp, an sinh xã hội đều giao cho một chính phủ cai quản, tùy theo sự thắng lợi của đảng cầm quyền hay đảng đối lập. Nếu bình thường thì Diana sẽ là hoàng hậu của nước Anh khi chồng lên làm vua, và cũng có thể tương lai sẽ là hoàng thái hậu khi con trai của nàng lên làm vua nước Anh. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, nàng Diana đã gặp muôn vàn trắc trở trong cuộc đời tình ái, tình cảm. Nhiều báo chí cho Diana là gái hồng nhan bạc phận, mà quả thật nàng bạc phận thiệt. Tự nhiên Thái tử Charles sinh lòng phản bội, kết duyên với một thiếu phụ khác, làm cho hoàng gia thất điên bát đảo, gây ra không biết bao nhiêu gương mù gương xấu trong hoàng cung. Từ khi ly dị hẳn với Thái tử Charles, Diana đã đi tìm thú vui trong công cuộc từ thiện bác ái. Nàng thường bắt chước mẹ Teresa Calcutta đi thăm viếng các viện mồ côi, cô nhi quả phụ, bệnh viện, nhà dưỡng lão. Diana đã nhiều lần gặp gỡ mẹ Teresa Calcutta, được bà khuyến khích an ủi và cầu nguyện. Có lần mẹ Teresa Calcutta đã trao tặng cho Diana một chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ. Nàng đã giữ chuỗi hạt mân côi luôn bên mình. Diana là người Anh giáo, chắc là không biết lần hạt, nhưng cử chỉ giữ chuỗi mân côi cũng là một người có thiện chí và biết tôn kính Đức Mẹ. Như chúng tôi đã trình bày trên đây, nguyên việc giữ chuỗi mân côi trong mình cũng được Đức Mẹ đối thương. Tuy nhiên, Diana còn rất trẻ, cũng không đi ra ngoài quy luật tình yêu, cho nên nàng cũng có một tình nhân người Ai Cập. Dodipazet đã tặng cho Diana chiếc nhẫn kim cương trị giá 205.000 đô. Đeo chiếc nhẫn mới được 2 giờ đồng hồ thì nàng đã qua đời trên chiếc xe định mệnh vào lúc 10 giờ đêm ngày 31 tháng 8 năm 1997. Ôi, cuộc đời như gió thoảng mây bay, như nước chảy qua cầu, như bóng ngựa qua cửa sổ. Định mệnh của Diana nói lên ý nghĩa câu: đời là sầu mà tình là giấc mộng huyền. Sau khi khám nghiệm tử thi, bất giác người ta còn thấy chuỗi hạt mân côi do mẹ Teresa tặng năm xưa mà Diana vẫn còn giữ trong người. Đây quả là một sự lạ mà đã có rất nhiều người bình luận phê bình khác nhau. Nhưng dù sao thì đây cũng là một ơn đặc biệt mà Đức Mẹ đã ban cho Diana trước khi vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời phù vân giả trá này. Lời bàn: ở đây chúng tôi không đề cập đến đời tư của công nương Diana, mà chỉ chú trọng đến khía cạnh mang chuỗi mân côi trong mình. Theo truyện tích số 14 trên đây thì Đức Mẹ đã hứa cho những ai mang chuỗi mân côi được Đức Mẹ dẫn đến cùng Chúa. Dù vậy, công nương Diana đang ở trong tình trạng thế nào đi chăng nữa thì Đức Mẹ cũng sẽ tìm cách này hay cách khác để cứu nàng trong giờ lâm tử. Riêng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Đức Mẹ vì lời cầu bầu của mẹ Teresa cùng với sức mạnh của chuỗi hạt mân côi sẽ dẫn dắt Diana đến cùng Chúa. Dẫn dắt cách nào thì chúng ta không biết được ý mầu nhiệm của Đức Mẹ, chỉ biết rằng Diana sẽ được ơn cứu rỗi. Tạ ơn Chúa.